Mạng xã hội xôn xao vụ việc một tiệm tóc nổi tiếng bị tố vì liên quan đến việc từ thiện hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Theo đó, một tài khoản có tên PN đăng tải dòng trạng thái: lần sau chương trình từ thiện có 1900 Hair Salon thì không có PN và anh em câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện Bắc Ninh. Phía dưới phần bình luận, nhiều tài khoản cho rằng chủ tiệm tóc 1900 Hair Salon đã tham gia hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh và trao tặng 50 bộ tóc giả làm từ tóc thật. Tuy nhiên, chủ tiệm đã nhận lại 700 bộ tóc của người dân tình nguyện hiến cho bệnh nhân ung thư trong chương trình đó. Nhiều tài khoản cho rằng anh thu những bộ tóc đó về để bán, không minh bạch rõ ràng. Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì đã từng hiến tóc ở tiệm này và mong chờ chủ tiệm lên tiếng giải thích. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của vụ việc, cho rằng tóc thô sau khi thu về sẽ phải qua nhiều công đoạn mới có thể tặng cho bệnh nhân ung thư, cần phải nghe ý kiến từ các bên liên quan. Liên quan đến vụ việc, fanpage của 1900 Hair Salon với 1,3 triệu người theo dõi nhận được cơn mưa phẫn nộ từ cư dân mạng. Phía salon cũng tắt chế độ bình luận. Được biết, ngày 11 tháng 6, tiệm tóc 1900 Hair Salon đã phối hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên cả nước, đến trao tóc giả làm từ tóc thật cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang. Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của các tiệm tóc ở Bắc Ninh và câu lạc bộ cắt tóc từ thiện Bắc Ninh. Anh Nguyễn Văn Chiến, chủ tiệm tóc 1900 Hair Salon cho biết thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật, anh sẽ sớm lên tiếng đính chính vụ việc. Phía Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết bệnh viện đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức chương trình tóc cho người bệnh ung thư vào ngày 11 tháng 6. Số lượng tóc trao tặng cho người bệnh ung thư là 50 bộ tóc giả làm từ tóc thật. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng không giới hạn số lượng bộ tóc trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Số lượng trên trao tặng trên cơ sở thực tế về nhu cầu đăng ký trực tiếp của người bệnh ung thư thuộc Trung tâm Ung bướu. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho hay, số lượng tiếp nhận do các tình nguyện viên đến hiến tóc là 703 bộ. Hiện các bộ tóc trên đang được Phòng Công tác Xã hội quản lý, chờ bàn giao cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, đại diện Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cho hay, lãnh đạo và những người phụ trách đã nắm được thông tin vụ việc. Đại diện Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng nói, các tài khoản đã đăng tải thông tin không chính xác lên mạng xã hội nhằm mục đích không tốt. Chúng tôi sẽ đăng tải thông tin đính chính trong thời gian sớm nhất. Tối ngày 28 tháng 5, mạng xã hội lan truyền bài viết về việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao ở Hà Nội, nhưng sau đó không trả tiền, gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc được xác định xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đăng tải lên mạng xã hội, một cô gái vào nhà hàng yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả, v.v. Tổng số tiền cần thanh toán là gần 11 triệu đồng. Theo quản lý khách sạn này, khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Sau khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền, thì cô gái này tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho biết anh đã ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp, song cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó cô gái này rời đi mà không trả tiền. Người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán, bởi số tiền trên là không nhỏ. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có tâm lý không bình thường. Phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó. Theo lãnh đạo công an phường Cống Vị, cô gái trên thường xuyên đi ăn mà không trả tiền. Ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, ngày 27 tháng 5, Sở đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội liên quan đến phản ánh của một phụ huynh vì không đóng quỹ nên con không được tham dự liên hoan lớp, phải ngồi nhìn các bạn ăn uống. Theo ông Phạm Hải Ninh, báo cáo của trường tiểu học Gia Lương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc. Chiều ngày 24 tháng 5, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, tổ chức cho các em liên hoan cuối năm học. Trước đó 2 ngày, ban đại diện và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo lên nhóm Zalo của lớp 1C về việc tổ chức buổi liên hoan này. Căn cứ vào sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C đã thống nhất và quyết định tổ chức liên hoan cho các cháu, gồm bánh gato, bánh kẹo, đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên. Báo cáo nêu, riêng đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C chuẩn bị 31 suất cho 31 học sinh trên tổng số 32 học sinh của lớp. Lý do ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra là do gia đình em DTKN không có ý kiến lên nhóm Zalo của lớp. Trong khi liên hoan,
em N đã cùng các bạn trong lớp ăn bánh gato và bánh kẹo khác. Riêng đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên, em N không có suất ăn riêng, song có ăn cùng các bạn. Sau buổi liên hoan, mẹ em DTKN là bà VTS, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Gia Lương, đã đăng thông tin trên Facebook cá nhân cho rằng con mình không được suất ăn trong buổi liên hoan lớp. Thông tin này được nhiều tài khoản Facebook chia sẻ. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, khi nhận được thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân của phụ huynh về buổi liên hoan của lớp, hiệu trưởng trường tiểu học Gia Lương, đại diện phụ huynh học sinh của trường và cô giáo chủ nhiệm lớp 1C đã trực tiếp đến nhà riêng, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để hiểu rõ hơn về nội dung sự việc trên, và bà S đã cơ bản nhất trí với giải thích của nhà trường. Nhà trường cũng đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, báo cáo cụ thể sự việc xảy ra. Qua đánh giá, nhà trường nhận thấy giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống để xảy ra phản ứng đáng tiếc của phụ huynh như vừa qua. Đến sáng ngày 26 tháng 5, trường tiểu học Gia Lương tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học, trong đó có lớp 1C. Tại buổi họp, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C đã giải thích và nhận thiếu sót về mình trước cuộc họp về sự việc nêu trên. Qua sự việc, nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường cũng như với giáo viên chủ nhiệm lớp 1C nhằm đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới. Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương Phạm Hải Ninh đánh giá, đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra vào thời điểm cuối năm học, nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc chỉ đạo trường tiểu học Gia Lương làm việc với cha mẹ học sinh để được chia sẻ, thông cảm, tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc nhở, lưu ý các nhà trường trên địa bàn tỉnh có biện pháp quản lý phù hợp, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phụ huynh trường tiểu học Gia Lương tố con học lớp 1 không được ăn liên hoan cuối năm vì mẹ không đóng quỹ phụ huynh. Bà mẹ bức xúc chia sẻ, quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội thì tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. Thế mà 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn. Vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ. Nói về lý do con không có suất ăn, bà mẹ này cho rằng quỹ hội là khoản thỏa thuận không bắt buộc nên không đóng. Do chỉ nghe thông tin từ một chiều nên không ít cư dân mạng đã để lại ý kiến chê trách giáo viên phụ huynh. Bởi vì việc để một đứa trẻ ngồi nhìn các bạn ăn là nhẫn tâm và yêu cầu ngành giáo dục phải xác minh làm rõ có hay không sự việc như phụ huynh tố trên mạng xã hội. Nếu sự thật không đúng như vậy, cần được làm rõ để trả lại uy tín danh dự cũng như là lương tâm nghề nghiệp của các cô giáo. Liên quan đến thông tin trên, bà Phạm Thị Lý là hiệu trưởng trường tiểu học Gia Lương cho biết, 3 ngày trước, ban phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp 1C tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh. Theo kế hoạch của phụ huynh, buổi này sẽ diễn ra trong một tiết học, mỗi nhà đóng 100.000 đồng, số tiền dùng để mua một suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích là 40.000 đồng, còn lại là mua bánh kem và các loại bánh kẹo khác. Số tiền thừa thì được dự kiến là dùng để khen thưởng cuối năm cho các em. Lớp 1C có 32 học sinh, trong đó 31 phụ huynh đóng quỹ. Bà thông tin, em học sinh này vẫn được ăn bánh kẹo như các bạn, chỉ có phần gà rán khoai tây là ăn chung với một bạn khác. Việc không mua thêm một phần gà cho cháu là thiếu sót của giáo viên, cô giáo đã nhận lỗi vì chưa linh hoạt. Ngay khi nắm được toàn bộ sự thật câu chuyện, nhiều người đã quay xe chỉ trích vị phụ huynh. Nghe nói chị mẹ này cũng có tiền, 500k mua sầu riêng ăn được mà 40k để mua gà cho con thì không đóng. Đây gọi là khôn lỏi hả các bác? Ai chửi cô giáo với ban phụ huynh thì tôi chửi cho nhé, chứ khôn lỏi như người này, người khác lại học theo thì lúc ấy ai đóng tiền. Trách nhiệm thì không có nhưng lại gào mồm đòi quyền lợi, tự mình cô lập con mình khỏi tập thể thì còn trách ai. Phải vậy mới vừa với cái loại sống đặt cái tôi lên trên tập thể. Hoan hỉ giết chúng nó nghĩ là hiển nhiên, đến khi không cho nữa thì lại gào mồm lên liền. Ai còn bênh được bà mẹ này thì lại luôn, tách mình ra khỏi cộng đồng rồi đòi chế độ, đúng là kiểu tư tưởng không làm mà đòi có ăn, khổ con cái thôi. Quỹ phụ huynh là khoản đóng góp phổ biến tại các trường học. Theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quỹ này từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ và các nguồn tài trợ, việc thu chi phải bảo đảm công khai dân chủ. Sau khi chi tiêu, ban đại diện phải báo cáo quyết toán kinh phí tại các cuộc họp phụ huynh.